Mình chào các bạn nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn thêm một cái dòng dinh dưỡng nữa các bạn. Đó là cái đạm tôm các bạn. Đây nè. Cái đạm tôm này thì tại vì mình mua cái chai cái bình nó 5 lít. Rồi mình chia ra nhỏ nhỏ để mà đem theo cho nó gọn vô vườn đó các bạn. Thì cái dòng dưỡng dưỡng này nè, nó rất là tốt cho những cái loại cây trồng các bạn. Đạm từ những cái xác con tôm á, với lại mấy cái đầu tôm rồi người ta xay nhuyễn ra rồi người ta ủ với vi sinh đó các bạn. Đây cái nước nó thì nó dạng sệt các bạn nè, màu của nó thì như cái màu của cái mắm nêm đó các bạn, mắm nêm mà mình ăn hàng ngày á. Nhưng mà cái mắm nêm thì người ta có cho thêm muối thành ra nó mặn, còn cái loại đạm tôm này thì nó không có mặn. Đây nè, để mình cho các bạn coi, mình đổ ra thử nè, miếng này nó đặc lắm các bạn nè. Đó, nó màu nâu các bạn, màu nâu mà màu nâu sậm. Thì cái đạm tôm này nè các bạn, theo mình theo mà mình coi ở trong cái thành phần của nó thì cái tỷ lệ NPK của nó là 111, nhưng mà nó là đạm hữu cơ các bạn. Rồi trong cái đạm tôm này thì nó có canxi, magie, rồi nó có đồng, sắt, kẽm, đủ thứ các bạn. Với lại nó có một cái chất là nó hay các bạn, đó là chitosan. Thì những cái loại thuốc mà hiện tại trị tuyến trùng bây giờ trên thị trường á, nó cũng có cái loại mà có chitosan trong các bạn, để mà cái cây trồng của mình chống chịu lại những cái sâu bệnh nấm hại đó. Với lại mình tưới được vô cái vùng rễ á, thì cái hệ rễ của mình nó phát triển ổn định lắm, nó cũng ít bị nấm rễ đó. Bữa nay mình giới thiệu cho các bạn cái đạm tôm này nè, để các bạn mà có thấy thì mình mua về mình xài ha. Nè, cái giá thành của nó thì cũng không có mắc các bạn. 1 lít nó cũng tùy loại, thì 1 lít nó cũng khoảng tương đương khoảng cỡ 100.000 các bạn. Thì cỡ 100.000 mình xài cũng được rồi, tại vì cái liều của mình tưới thì mình xài có khoảng 50 c cho một bình bình máy đó, là bình 25 lít, thì mình tưới gốc. Còn nếu các bạn mà xài phi á, phi 220 á, thì mình sẽ để vô nhiều hơn. Phi 220 thì mình sẽ xài là nửa lít các bạn. Nửa lít là tưới cái đạm tôm này vô là cây trồng nó tốt rồi. Rồi nếu mà cái đạm tôm này mình dùng để xịt á, thì mình hạ liều lại là khoảng 30 c cho một bình thôi. Đó, là một bình khoảng 20 lít đó, là mình phun lên lá cây rồi này kia, là nhằm cái mục đích là để cho cái lá nó dày các bạn, nó dày lá rồi nó xanh đen, nó có khả năng là chống bệnh lại, với lại chống những cái con sâu rầy phát triển. Nó cũng có chức năng là làm cho cái lá mình nó nhanh nhanh già nữa các bạn. Thì các bạn biết là nếu mà cái lá mình nhanh nhanh già thì cái lá nó dày dày thì những cái con côn trùng hút chích á, thì nó cũng ít làm ảnh hưởng. Thành ra mình thấy cái đạm tôm này nó hay nè, thành ra mình chia sẻ với các bạn, để ai muốn xài thì mình mua về mình xài ha. Nè, cái màu nó nè các bạn, đặc lắm. Như mình xài thì mình pha với nước, rồi bắt đầu mình tưới cũng được, mà phun cũng được. Mình đã áp dụng cái đạm tôm này trong vườn của mình rồi, vườn xoài, thì mình thấy hiệu quả của nó cũng rất là tốt. Đa phần những cái cây nào mà mình có sạch đó, thì nó cũng hạn chế lại sâu bệnh các bạn. Nè, mình xài rồi thì cái lá nó tương đối nó cũng dày các bạn. Đây nè, cái đạm tôm này thì mình thấy nó có hiệu quả đó. Cái loại này thì mình đã có xài thử rồi trong vườn rồi, thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn có mua xài thì các bạn kiếm mua về xài ha.
Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào mà xem kênh của mình á mà chưa có đăng ký á thì đăng ký tiếp mình ha. Để mình lên những cái video clip mới á, thì các bạn có thể thấy được và theo dõi. Cảm ơn các bạn.